Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu 6 bánh heroin cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt giữ là Lương Đức Nguyên, 52 tuổi, trú ở tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này đã mua 6 bánh heroin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ tỉnh Nghệ An để đưa ra các tỉnh thành phố phía Bắc tiêu thụ. Sau quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Lương Đức Nguyên bị Công an thị xã Thái Hòa khống chế và bắt giữ. Nguyên là đối tượng nghiện ma túy nặng đã có 2 tiền án với các tội danh liên quan đến ma túy. Trong quá trình vận chuyển ma túy, đối tượng tìm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ để làm nơi ẩn trú. Trong người luôn mang theo hung khí nhằm đối phó với lực lượng công an. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.